Nhà sư cưu mang hồ chủ tịch trên đất Thái Nam 1929, Bác Hồ bị sự truy lùng giáo giết của chính quyền thực dân Pháp. Thời điểm này, Bác sang Thái Lan. Để có thể tiếp tục sự nghiệp cách mạng, Bác ẩn mình trong một ngôi chùa trên đất bạn. Những thông tin liên quan đến thời gian này của Bác vẫn là một khoảng trống trong các tư liệu được công bố về Bác. Ngôi chùa trên đất Thái vào tháng 7 năm 1928, Bác Hồ từ Đức sang Thái Lan. Thời điểm đó, Pháp biết tin người đang ở Xiêm nên đã phối hợp với cảnh sát Xiêm lúc ấy để truy bắt để giao nộp cho Pháp. Gặp lúc hiểm nguy, Bác Hồ đã lánh nạn vào một ngôi chùa Việt trên đất Thái vào tháng 7 năm 1929. Hồi ký bà Đặng Quỳnh Anh, một Việt kiều Thái Lan, cũng đã viết: lúc ấy, Bác từ Udon đi bộ 70 km đến huyện Sa Vàng, tỉnh Sa Côn, mất một ngày. Nhà sư Bình Lương chụp ảnh với bà con Việt kiều Thái Lan trước khi về nước năm 1964. Sau đó, Bác từ Sa Côn lên Bangkok, cách đó hơn 600 km, và vào chùa Tư Tế vào thời gian trên. Ngôi chùa này có tên Việt là Tư Tế Tự và tên Thái Lan là Vat Lokanu Kho ở xã Chak Ka Van, huyện Sầm Phan Tha Vông, Bangkok. Để tránh sự theo dõi và truy lùng gắt gao của cảnh sát Thái Lan và mật thám Pháp, Bác Hồ phải cạo đầu, mặc áo cà sa giả làm sư và ẩn giật trong ngôi chùa này. Sau thời gian trên, Bác Hồ mới rời Thái Lan sang Thượng Hải, rồi sang Hồng Kông. Việc Bác có mặt tại ngôi chùa đã được tác giả Trần Dân Tiên đề cập tới ở cuốn Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch do nhà xuất bản Sự thật in năm 1975. Trang 71 cuốn sách này có ghi: gặp nguy hiểm quá, bị theo dõi giết, ông Nguyễn đã lãnh nạn vào một ngôi chùa, tạm cắt tóc đi tu để tiếp tục hoạt động. Sự việc cũng được khẳng định trong cuốn President Ho Chi Minh của tác giả Vinaykhun Udom của Thái Lan. Trang 53 của cuốn này viết: để che mắt cảnh sát và mật thám Pháp, ông Hồ Chí Minh đã dùng áo cà sa làm vật che thân, bằng cách đi tu ở trong một ngôi chùa của người Việt ở thủ đô Bangkok. Sự việc trên cũng được minh chứng bởi hình ảnh Bác mặc áo cà sa vàng. Bức ảnh này từng được Hội Việt Kiều Thái Lan tại Uông Bí tặng cho Hội Việt Kiều Hà Nội. Tại khu lưu niệm về Hồ Chí Minh tại Udon Thani của Thái Lan cũng có treo một bức ảnh Bác Hồ trong trang phục áo cà sa tương tự. Nhà sư Bình Lương là người đã từng cưu mang Bác Hồ theo ông Ngô Vĩnh Bao, người đã có hơn 40 năm tìm hiểu các thông tin về Bác Hồ khi ở Thái Lan, thì thời gian Bác Hồ ở chùa Tư Tế. Nhà sư Bình Lương đang làm trụ trì và nhà sư chính là người đã cưu mang Bác trong suốt thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1929. Trong một số tài liệu viết về Hồ Chí Minh của Thái Lan, có khá nhiều đoạn nhắc đến vị sư này. Các bác sĩ bệnh viện Việt Xô sang tận nơi đón nhà sư Bình Lương về nước. Nhà sư Bình Lương còn được cộng đồng người Việt ở Thái gọi là Cụ Sư Ba. Ông sinh năm 1882 tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tên thật của nhà sư là Phan Ngọc Đạt. Tháng 3 năm 1964, nhà sư Bình Lương bị bệnh nặng. Thể theo nguyện vọng của nhà sư được về nước để sống những ngày cuối cùng và gặp lại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nguyện vọng này, phía ta đã có sự thỏa thuận với Hội đồng Thập tự Thái Lan và phía Việt Nam đã tổ chức một chuyến bay đặc biệt đưa nhà sư từ Bangkok qua Viên Chăn và về Hà Nội. Bệnh viện Việt Xô lúc ấy cũng đã cử hai bác sĩ sang tận nơi đón vị hòa thượng này về nước. Và cũng từ đó, Bác Hồ nhiều lần vào thăm Hòa thượng Bình Lương trong bệnh viện Việt Xô. Hiện bảo tàng Hồ Chí Minh vẫn còn lưu giữ bức thư mà Hòa thượng Bình Lương gửi cho Bác Hồ lúc Hòa thượng đang nằm viện. Trong bức thư này, Hòa thượng Bình Lương đã tường thuật lại câu chuyện Bác và thăm ông. Một lần, Bác vào thăm nhà sư nhưng nhà sư đang hôn mê. Bác hỏi: ông còn nhớ tôi không? Khi đó, nhà sư đang sốt và hôn mê nên ông lắc đầu. Khi tỉnh dậy, nhà sư được các bác sĩ kể lại. Ông lấy làm tiếc và đã viết thư cho Bác Hồ bày tỏ điều đó. Chuyện người có công sưu tầm phần thông tin về Bác tại Thái Lan trong các tư liệu hiện nay còn khá mờ nhạt. Ông Ngô Vĩnh Bao, một cán bộ ngoại giao này đã về hưu đã dành hơn 40 năm qua để sưu tầm và nghiên cứu các tư liệu về Bác trong hành trình ở Thái Lan. Việc Bác từng ở chùa mới chỉ được đề cập qua loa trong một số tài liệu. Chính ông Bao là người trực tiếp tìm tòi những thông tin liên quan đến sự việc này một cách kỹ lưỡng. Ông cho biết, ông đã dành rất nhiều thời gian để đi tìm lại nơi an táng cụ sư Bình Lương. Thời cụ mất, 1966, đang chiến tranh loạn lạc nên những thông tin về cụ hoàn toàn không được chú ý. Ngay từ năm 1969, khi bắt đầu để tâm nghiên cứu các tư liệu về Bác, ông Bao đã mong tìm thấy mộ cụ sư Bình Lương nhưng ông không thể thực hiện được mong ước này vì các thông tin về cụ không có ai biết. Mãi đến năm 2008, trong một lần vô tình đến chùa Long Ân, Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội, ông Bao mới được biết nhà sư Bình Lương đang an bài tại đây. Cốt của nhà sư Bình Lương được đặt trong tháp cùng phần cốt của Hòa thượng Thích Chí Độ. Trong chùa Long Ân cũng có một bảng ghi công của Hòa thượng Bình Lương. Bản ghi công này đã ghi rõ quá trình Hòa thượng định cư tại chùa Tư Tế, ngôi chùa có công che giấu nhiều thế hệ làm cách mạng. Bảng ghi công này cũng cho biết lúc Hòa thượng viên tịch Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thay mặt Hồ Chủ tịch đến đặt vòng hoa viếng. Ngân Giang báo giác ngộ.
问三摩地娑诃。